Wow, mẹ mới mua cho mình hũ kẹo to quá đi, mở ra coi. Kẹo quá đi. Trời ơi, mẹ mua vui cho em đó. Trời ơi, đã quá vậy. Ê, ông ơi, chỉ có hai bánh kem nè. Bây giờ mình chơi trò trang trí bánh kem không? Rồi, chơi. Chơi nè. Cái này của em đúng không? Rồi, chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, bắt đầu nha. Đây là kẹo ngôi sao. Em sẽ bỏ kẹo ngôi sao lên. Đây là kẹo xương chó nè. Kẹo trứng nè, sẽ kẹo trứng nè. Kẹo trứng hả? Chị cũng chơi kẹo trứng luôn. Rồi, tiếp tục bỏ kẹo nấm vô. Nè, kẹo trứng của chị nè. Cái này là gì đây? À, cái này là kẹo dâu nè. Kêu cái mút vô nha. Rồi sắp hết giờ rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Cái của em đẹp hơn. Của chị đẹp hơn. Ai nói cái của em đẹp hơn vậy nè? Của chị đẹp hơn nè. Các bạn ơi, các bạn thấy cái nào đẹp hơn các bạn? Các bạn có 1 giây nhấn like, bấm đăng ký và bình luận cho mình biết nha. Đã hết 1 giây rồi. Cảm ơn các bạn. Của em đẹp hơn. Của chị đẹp hơn. Của em đẹp hơn. Của chị đẹp hơn. Của em đẹp hơn.